tháng 11 này, cả thế giới sẽ cùng hướng về Qatar để dõi theo ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Vòng chung kết FIFA World Cup đầu tiên trong lịch sử diễn ra vào cuối năm, nơi hội tụ của các ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới cùng những màn trình diễn đỉnh cao. 32 đội bóng, 64 trận đấu, gần một tháng tranh tài sôi nổi, hứa hẹn những bữa tiệc bóng đá rực rỡ sắc màu. Đón xem World Cup 2022 trên VTV từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 18 tháng 12 trên các kênh sóng và nền tảng số của VTV.